Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Sinh Thầy Dạ. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý đi làm lễ tái nhân đức chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý đi làm lễ tái nhân đức chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý đi làm lễ tái nhân đức chư Tăng. Đệ tử sinh cung kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài Lục A-La-Hán Chánh Định Giác. Như giao là tác nhân Đức Tam Bảo thích có tác sinh gia hộ do Chư Tôn Đức Tăng Vishiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vô tình đạo được tấn hóa trong Phật Pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn để thoát khỏi sinh tử luân hồi đồng được nhau cả thầy. Đề tài chia sẻ quý vị hôm nay thì chúng tôi xin trích giảng cái pháp này được ghi nhận trong bài kinh cúng tụng của Trường Bộ Kinh. Thì trong bài kinh cúng tụng này, Ngài Xá Lợi Phất gom lại tất cả những cái pháp của Đức Thế Tôn đã thuyết giảng và Ngài đã hoàn tất được cái phần tóm gọn những pháp môn của Đức Thế Tôn Ngài đã rao giảng suốt 45 năm. Nguyên nhân có bài kinh này được gọi là bài kinh cúng tụng. Nguyên nhân có cái bài kinh này là khi trưởng giả U Ba Lý là một cái môn đệ rất giỏi của giáo chủ Niên Thánh Đa Ta Bức Phá. Và cũng này là một người hộ độ cho giáo chủ Nhân Thánh Đa Ta Bức Phá. Và người gia chủ này nghe Đức Thế Tôn chủ trương về cái nghiệp, trong khi giáo lý của Nhân Thánh Nga Tam Bức Tá thì chủ trương về cái tội. Cho nên trong cái ba cái tội thì giáo thuyết của Niết Bàn Thánh Nga Tam Bức Tá nó cho rằng cái thân tội là quan trọng, là nặng nề nhất. Và trong khi Đức Thế Tôn Ngài không có chủ trương về cái tội, mà Ngài chủ trương về cái nghiệp. Và trong ba loại nghiệp, thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp đó, thì Đức Thế Tôn Ngài xác nhận là ý nghiệp là quan trọng nhất. Thì nó lại nghịch đi những cái quan niệm của đương thời, nhất là quan niệm của giáo thuyết Niết Bàn Thánh Đa Ta Bức Phá. Cho nên đây là một cái cơ hội mà để đẩy Đức Thế Tôn vào trong một cái bức tường không lối thoát bằng cách là luận chiến. Và giáo chủ Niết Bàn Thánh Đa Ta Bức Phá rất là tin tưởng gia chủ trưởng giả U Ba Lý, cho nên bằng lòng cho gia chủ trưởng giả U Ba Lý ra đi luận chiến. Vì ông nghĩ rằng không chắc nào mà gia chủ Niết Bàn Thánh Đa Ta Bức Phá có lợi, gia chủ Ba Lý có thể là buông bỏ. Nhưng mà khi mà đi luận chiến với Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn Ngài mới dẫn ra rằng cái ý nghiệp quan trọng bằng cách những cái ví dụ rất là rõ ràng thực tế. Như là Đức Thế Tôn nhìn yêu ra rằng này
Pali. Nếu như một cái người chẳng may rớt xuống sông, nhờ vậy sinh tồn của mạng sống, người đó bơi lội hoặc là người đó dùng nhảy trong nước, và do sự bơi lội hay dùng nhảy trong nước nó làm chết đi một số sinh vật, thì theo giáo lý của nếu anh tha nó đang bất tá nó thì có tội như thế nào, nặng hay nhẹ? Thì gia chủ quản lý anh trả lời là mặt tiếp tôn nó là có tội nhẹ. Mà tại sao lại vì không có cố ý? Và nếu như cái người thấy rõ mà viết một cái sinh vật thì cái tội nặng hay nhẹ? Và thứ tôn đó là tội nặng. Đến thứ tôn ngài mới cảnh báo rằng này, quản lý hãy suy nghĩ cực kỹ trước khi trả lời. Bởi ông quan niệm rằng cái thân này là có tội nặng, làm thân này do tội nặng. Nhưng mà rõ ràng cùng hành động giết những cái chúng sanh khác. À, nhưng mà vô ý thì lại là tội nhẹ, mà có cố ý là cái tội nặng. Thì rõ ràng là nó là đã bị rơi vào cái tự mâu thuẫn rồi. Và đồng ý với chủ thuyết của Đức Phật là ý nghiệp quan trọng, chứ thân nghiệp chưa quan trọng. Cho nên Đức Thế Tôn ngài mới cảnh báo rằng này, gia chủ quản lý suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời. Nhưng mà gia chủ quản lý muốn thử trí của Đức Tôn, cho nên nó là như vậy, Đức Tôn nói vậy, nhưng mà con vẫn cho rằng cái thân gọi là quan trọng, còn ý nghiệp nó không quan trọng. Đức Tôn mình nêu ra một ví dụ thứ hai nữa. Là có một cái người dạm dở khỏe mạnh, và người đó cầm một cái thanh gươm bén đi tới cái thành phố Nam Đà này, đó là ta sẽ chém hết những, giết hết những cái người ở trong cái thành Nam Đà này. Này Ủa Bà Lý, người đó có thể làm được? Nhưng mà Đức Thế Tôn cho đừng có nói về một người, mà dù có trăm người hoặc ngàn người chưa chắc phải làm được. Chỉ trong giây phút mà có thể giết hết những người ở trong cái thành phố Nam Đàm. Vậy thì này có lý giới những vị Sa Môn hay là Bà La Môn có thần lực do một cái tâm sân hận. Vậy nó khởi là cái ý là ta sẽ tiêu diệt cả một cái thành phố Nam Đà này. Thì thành phố Nam Đà này có bị tiêu diệt hay không? Như chủ quản lý mới trả lời là bạn cứ biết đâu, đừng nói chi một cái thành Nam Đà mà 10 thành hoặc 20 thành cũng có thể tiêu diệt thành tro bụi chỉ trong một cái tích tắc. Nói rồi ngài mới cảnh báo lần thứ hai này, gia chủ quản lý hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi đặt lệnh. Thì tới đó là cái tâm của gia chủ quản lý đã hoan hỷ. Và tiếp theo Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng lên cái lý tứ đế, và gia chủ quản lý là chứng quả dự luôn. Và sau khi mà quy ngưỡng Đức Thế Tôn xong thì gia chủ quản lý đã không còn cung kính và tôn trọng gia chủ Ni Căn Thá Na Tam Bồ Tát như trước. Cho nên thấy một cái gì đệ tử tin tưởng của mình quay ngược của mình á, gia chủ Ni Căn Thá Na Tam Bồ Tát đã tức đến nỗi mà hỏi máu, và những đệ tử của ông đã mang ông về tha và ông mệnh chung tại đó. À, sau khi mà giáo chủ Ni Căn Thá Na Tam Bồ Tát mệnh chung á, thì trong cái nhóm môn đệ của ông bắt đầu phân tán,
sẽ kịch chiến với nhau rằng là cái pháp này thay vì ngươi nói trước ngươi lại nói sau, cái pháp này thay vì ngươi nói sau ngươi lại nói trước, và làm cho hàng ngũ nó không được đoàn kết thống nhất. Do nguyên nhân đó cho nên ngài Mahakimba đang nhập hạ mùa hạ nơi đó nhận thấy được cái điều này, cho nên về trình lại với ngài An Đạt. Họ sĩ ngài Mahakimba mà thường báo lại cho ngài An Đạt, bởi vì ngài An Đạt là thầy tế độ của ngài Mahakimba. Ngài Mahakimba là em của ngài Sariputta, cho nên ngài ăn ba tình mật lại Đức Thế Tôn, ngài xin Thế Tôn hãy cho gom các pháp lại có một cái hệ thống. Để sau này khi mà đến Đức Thế Tôn ngài viên tịch lại thì nhờ cái hệ thống đó và ý cứ mà truyền tụng thì sẽ không có cái tranh chấp nữa. Vậy Đức Thế Tôn ngài dạy Đức Sariputta hãy thu gọn những cái giáo pháp của Như Lai là thuyết giảng. Đó là cái nguyên nhân để có cái bài kinh Phúng Tụng này. Và bài kinh Phúng Tụng này nó có tới 10 chiếc, và đây chúng tôi xin dẫn trong cái chương 4 chiếc. Tức là cái pháp 4 chiếc này là có 4 sự. Thì trong bản kinh ngày 6 là Phật, ngày nêu ra bốn cách cúng dường. Thứ nhất là cái người cúng dường trong sạch, mà cái người nhận cúng dường không trong sạch. Thứ hai là cái người cúng dường không trong sạch mà người nhận cúng dường trong sạch. Thứ ba, cả người cúng dường lẫn người nhận cúng dường đều không trong sạch. Và thứ tư là cái người cúng dường lẫn người nhận cúng dường đều trong sạch. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu được cái ý nghĩa này. Xin khi mà dùng danh từ bố thí thì nó có mang một tính chất khác. Nhưng mà khi mà dùng danh từ cúng dường lại là mang một cái tính chất khác. Bởi vì tuy là cái hình bóng của cúng dường và sự bố thí nó giống nhau, tức là đem cho. Nhưng mà bố thí thì mang tính chất là đem cho, nhưng mà không có cái tính tôn trọng, hoặc là đem cho với một cái lòng từ, hoặc đem cho với một cái tâm giúp đỡ. Còn cúng dường trong đó đó, mình nghĩ là có một cái sự cung kính ở trong đó. Ngoài cái tính chất giúp đỡ thì nó còn có mang tính chất là có cái cung kính. Đây là cái hình thức thông thường mà cái người Phật tử chúng ta hoặc là những chư tăng cũng đều biết rõ. Nhưng ở đây khi mà nhấn mạnh sự cúng dường đó, thì ngoài cái ý nghĩa là đem cho với sự thì nó mang một cái tính chất khác mà. Nó mang một cái tính chất mới đó. Tức là sự cúng dường nó theo cái tâm lý của cái người mà cúng dường đó, là mong cầu một cái kết quả nó tốt đẹp. Thì mang một cái, khi mà mình đã cúng dường á thì mình mang một cái
hứa là có được cái kết quả mà mình đáng mong cầu, hài lòng, đáng thích thú. Chính cái vấn đề này mới nhấn mạnh ở chữ ở trời cái sự trong sạch hay không trong sạch. Trước mắt chúng ta nhìn về cái hình diện bên ngoài, cái người cho trong sạch nhưng mà người nhận không trong sạch. Cái người cho với một cái tâm lý là do cái sự buông bỏ này để có một cái kết quả, mà kết quả này nó đáng để mà hài lòng, đáng để mà hân hoan. Như thế nào được gọi là đáng để hài lòng, đáng để hân hoan? Bởi vì nó y cứ vào cái việc cho đó, người ta có thể mong mỏi một cái điều gì đó mà người đó đang thiếu thốn, người ta đang cần thiết. Và tối cao nhất là cái điều mà chúng ta đang cần thiết nhất đó, thì phải thoát ra được cái già bệnh chết. Bởi vì dù có tài sản mà chúng ta vẫn bị bệnh, mà một khi đã bị bệnh rồi thì cái tài sản sẽ ra đi. Mà đôi khi có tài sản cũng không đánh đổi lại được, nó làm cho cái thân này nó hoàn hoại đau khổ. Cho nên cái người cúng dường được gọi là thanh tịnh là khi họ hiểu được cái một cái điều gì đó theo cái sự mong cầu của họ. Như trường hợp mà chúng ta thấy là có một câu chuyện mẫu xanh nói về Bồ Tát của chúng ta. Ở trong quá khứ đó, thì Bồ Tát chúng ta là một người nghèo, tái sinh vào trong một cái gia đình rất là nghèo khổ, và phải làm thuê vất vả cho một trưởng giả để mà có sự sống. Thì một hôm vẽ ra đồng làm việc, vẽ ra một cái cửa hàng mua cái bốn phần cháo lạc mà không có muối, để mang ra đồng để mà dùng. Vậy nó nghĩ rằng với cái phần này ta có thể dùng trong một cái buổi trưa được rồi. Nói vậy có nghĩa rằng là cái bài vật quá ít đến mức độ là chỉ có thể đủ 4 phần cháo lạc mà thôi. Nó là cháo trắng. Để trong lúc mà đang cài ruộng như vậy, chợt nhìn lên là thấy 4 vị sa môn các ngài đang đi ôm bát trì bình ở trong cái thành Varanasi, tức là thành Ba La Nại. Tại vì nó mới suy nghĩ là nếu như ta dùng 4 cái phần cháo lạc này nó chỉ có lợi ta cho ta ở trong một cái thời gian ngắn, vài tiếng đồng hồ, vài giờ. Nhưng mà nếu mà ta đem cho, đem cúng dường tới những vị sa môn này, bởi vì nhìn thấy những vị sa môn này cái oai nghi nó rất là tề chỉnh, và khi đi khất thực thì các vị đó đã gom những cái gìn giữ các quyền, không cho các quyền loạn động. Nhìn thấy oai nghi nghiêm trang và những cái con mắt mà được gìn giữ như vậy, tại cho anh chị nông dân này phát sinh cái tâm hân hoan tịnh tính.
Vậy đó mới đi ra tới trước bố vị, xong ông nó mới đảnh lễ. Và đó rằng á, bạch cái ngài, con xin cúng dường những phần cháo lạc mà con đã có được do cái khả năng của con. Mà con xin cái ngài nhận lãnh để con được sự lợi ích và sự bình an lâu dài. Thì các vị Phật tộc giác á, im lặng nhận lãnh. Thì lập tức cái người nông dân này á, đi tìm những cái cát để mà lấp đầy cái bằng phẳng ở một cái khu vực, và ông dùng những cái cỏ hoặc là lá cây lót lên làm những cái nơi ngồi cho các vị. Họ sắp đặt xong bốn phần như vậy, nó tỉnh cái ngày ngồi trên đó. Rồi ông đi tìm những cái lá cây làm cái phiểu để mang nước tới cho các ngài rửa tay rửa chân. Xong rồi đảnh lễ các ngài, ông mới đem cái bốn phần cháo mình cúng dường trong cái bát của vị đó. Sau khi cúng dường xong, người nông dân đảnh lễ mới nguyện rằng do cái phước mà con cúng dường những phần cháo lạc này đến cho ngài, xin cho con thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ và xin cho con đắc được cái an lạc pháp mà các ngài đã đắc. Thì vậy cho Phật độc giác tương đoàn mới chúc phước rằng mong là cái quả lành mà người đã ước nguyện hãy nhanh chóng đến với người. Do đó các ngài thọ dụng cháu lạc xong cái ngày trở về. Thì dưới cái kiếp đó, cái người nông dân này tái sinh làm con của vua Ramadatta đang cai trị kinh thành Ba La Nại. Và khi trưởng thành, cái vị nông dân này, rất là hậu thân của vị nông dân này, trở thành đức vua và cai quản một cái vương quốc rộng khoảng 300 dặm tuần. Và cái kinh thành đó rộng khoảng 12 giờ tuần vuông vức. Khi mình nói câu chuyện muốn sanh này đó, cho chúng ta thấy là thí đó nó không phải là lớn hay không lớn, nhiều hay không nhiều, mà nó xuất phát được gọi là thanh tịnh đó. Thứ nhất thì cái mục đích mong cầu đó, nó đã tốt đẹp. Thứ hai nữa, cái vật thí này nó phát sinh một cách đúng đắn, tức là nó làm có được từ cái công sức của mình để mà cái vật này. Và vật này nó cũng không có vi phạm vào những cái ác nghiệp nào cả, tức là nó không có rơi vào sát sinh, hoặc nó không có rơi vào lấy của không cho, hoặc nó không rơi vào cái dối trá này mà có được, vân vân. Cho nên ý nghĩa ở đây, cái người cũng như được gọi là thanh tịnh đó, thì thứ nhất cái tâm nó được trong sạch, nếu tâm nó hướng nguyện về một cái mục tiêu nào đó, thanh tịnh khi chứng đạt được cái an lạc pháp như cái câu chuyện muốn sanh. Chính vì câu chuyện muốn sanh cho chúng ta có những cái suy tư. Những bát cháo lạc thì không giá trị bao nhiêu hết, nhưng mà nó được phát sinh một cách đúng pháp, nó không có do cái sát sinh mà có, nó cũng không có do lừa đảo mà có, nó không do dối trá mà có, nó cũng không do lấy của không cho mà có. Nó bằng cái nỗ lực, cái sự thu hoạch nó bằng cái công sức mình đã bỏ ra. Như vậy cái ý nghĩa cái người bố thí được trong sạch đó, thì ngoài cái tâm ra thì còn lại cái vật khí đó. Mình lão ấy mong cầu, mong cầu nào, những cái điều nào mà lợi ích, thì trong cái mong cầu lợi ích đó cho chúng ta thấy rằng được làm vua và bắt được cái an lạc pháp.
Thì thông thường á, chúng ta ở trong cái hiện sống này đó, trong hiện kiếp này chúng ta cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó thì chúng ta ôm mong cầu những điều đó. Nhưng cái mong cầu mà tốt nhất của chúng ta là phải có những cái tài sản của bậc thánh. Đây, cúng dường đó. Người cúng dường. Mở ra tài sản bậc thánh ở đây là cái gì? Chứ đó tài sản bậc thánh ở đây đó, chính là cái ngũ thánh tài hoặc là thất thánh tài. Tức là niềm tin là một cái tài sản của bậc thánh. Cái giới hạnh là một cái tài sản của bậc thánh. Cái sự nghe nhiều học rộng đó là một cái tài sản của bậc thánh. Cái sự có cái tâm phóng khoáng để buông bỏ, chút bỏ, nó là tài sản của bậc thánh. Và có cái trí tuệ suy quán, đó là tài sản của bậc thánh. Điều này nằm ở đâu? Xin thưa, điều này nằm ở trong tạng luật. Khi mà Đức Thế Tôn về cái kinh thành Cát Tỳ La Vệ lần đầu tiên sau 7 năm xa cách, mục tiêu của Ngài là tế độ dòng phân tộc hay là thân quyến. Thì sau 7 ngày Ngài về đó, những cái ngày thứ hai đó thì Ngài tế độ vô Tịnh Phạn Kiến Quả Diệu Lục và Hoàng Hậu Ma Cộng Chứng Quả Diệu Lục. Qua ngày thứ hai thì Ngài tế độ được bà Gia Du Đà La Chứng Quả Diệu Lục. Qua ngày thứ ba thì Ngài đã tế độ cho Thái Tử Nanh Bá xuất gia. Mà bài pháp trước chúng tôi vừa trình bày cái công hạnh của Ngài Nanh Bá. Thì đến ngày thứ bảy thì bà Gia Du Bà La đã trang điểm cho Thái Tử Ra Hồ La, lúc đó Thái Tử được 7 tuổi, thật xinh đẹp, và đưa tới nơi mà Đức Thế Tôn đang họ thực nơi hoàng cung. Và khi đó thì bà nói nhỏ vào tai của cậu bé 7 tuổi này nè: "Này con, cái vị Sa Môn có gương mặt xinh tú, xinh đẹp, sáng rực, là vị trưởng đoàn của 20.000 tăng chúng, đó là phụ hoàng của con. Vị đó có cái dốc nhát gương mặt và cái nét từ bi giống như vị Phạm Thiên Chúa, và đã có 20.000 Phạm Thiên tùy tùng." Trước khi mà đi xuất gia đó, phụ hoàng con tức là vị ấy đó có cái tài sản rất là nhiều. Ngài có bốn hầm châu báu rồi, nhưng mà khi mình đi xuất gia đó, bốn hầm châu báu nó biến mất. Tại con nên tới con nói với Ngài, con là con của Ngài, xin Ngài cho con cái tài sản mà Ngài có được, con sẽ kế vị Ngài để có thể cai trị, hay là kế vị cái vương nghiệp của Ngài. Thì Thái Tử Ra Hồ La lúc 7 tuổi đó đã đi theo Đức Thế Tôn về cái tự viện Niprotha và xin Đức Thế Tôn những cái tài sản. Con mới không nghĩ là lâu lâu muốn xin tài sản của cha nó. Nhưng mà cái tài sản trong cái thế gian này luôn bị cái mãnh lực của vô thường nó chi phối. Vậy ta hãy cho cái tài sản mà ta đã tìm thấy ở dưới nơi cội cây Bồ Đề, đó là 7 tài sản mật thánh. Và Đức Phật Ngài đã cho bảo Ngài Xá Lợi Phất cho Ngài Ra Hồ La xuất gia. Cho nên cái tài sản mình mong cầu đó, tức là những cái tài sản trong cái thế gian này, nó luôn luôn bị cái chi phối bởi định luật vô thường. Nhưng mà cái tài sản bậc thánh thì không. Cho nên trong cái câu ước nguyện của Bồ Tát đó,
À, xin con được cái làm vua một quốc độ rộng lớn, tiểu nguyện đó nó không gọi là trục sạch. Nhưng mà ngược lại á, cái ước nguyện mà chứng được cái an lạc pháp mà cái ngài đã chứng đạt được, đó là cái ước nguyện trong sạch. Cái tâm mình đã trong sạch trước đó, tức là tâm mình có một sự cung tỉnh rồi, trước khi trong làm, trước khi làm cái vật thí được gọi là trong sạch. Bởi vì nó phát sinh do một cái sự nỗ lực của mình, nó không có do cái phi pháp mà có. Và sau khi làm xong rồi đó, thì cái người này hướng tâm tới một cái điều cao thượng nhất, đó là những pháp thượng nhân. Nhớ được rồi thì được gọi là cái người nhận, tôi xin lỗi, cái người cúng dường được gọi là thanh tịnh. À, còn cái người nhận thì có hai trường hợp, là một cái người nhận được gọi là thanh tịnh hay là trong sạch, và cái người nhận không trong sạch. Được gọi là cái người nhận mà trong sạch đó, thì đối với những cái vật cúng dường thì người này nhận với một cái tâm hiểu biết thản nhiên, tức là hiểu biết đối với những vật chất cao sang thì cũng không gì đó mà ân hoan thích thú. Đối với những cái loại vật chất bình thường cũng không gì đó mà sầu khổ. Bởi tại sao vậy? Bởi vì vị này sẽ nhìn cái loại vật chất này và phải khởi những ý là nói những loại vật chất này nó có lợi cho ta ở những cái điều như thế nào, và ta dùng cái những loại vật chất cúng dường này nó nhằm mục đích như thế nào. Người thọ nhận cũng phải biết suy ngẫm, không hề làm phí tổn cái hay là lãng phí cái vật cúng dường. Với những cái vật cúng dường tốt trọng hậu mà nếu người đó sử dụng không hết thì người đó có thể phân phát cho những người khác, những bậc đồng phạm hạnh hay là những người mà mình đã có một cái lần nào đó tri ân, tức là một cái lần nào đó mình đã thọ ơn người đó. Và cái mục đích mình dùng đó để chi? Để duy trì mạng sống này. Mình để duy trì mạng sống này để làm gì? Thứ nhất là để thực hành pháp của Đức Thế Tôn, tức là dùng những loại như vật thực chẳng hạn vậy, không phải để vui đùa, không để, không phải để được cái khỏe mạnh như võ sĩ, không phải để được xinh đẹp giống như là những cô mỹ nữ, mà dùng cái loại vật thực này để thực hiện cái mục tiêu nào mình cần có. Cái mục tiêu đó cũng không khác gì cái mục tiêu của người cũng vừa nói là chứng đắc được đạo quả, tức là thoát ly rồi cái dòng sinh tử. Rồi chính thiếu của Phật ngày dạy bà Bát Cha Bát Tí Qua Tâm Hi, tức là Di Mẫu Kiều Đàm Ni, cái bài học này. Khi mà bà Di Mẫu Kiều Đàm Ni bỏ công ra tự mình ươm, rồi tự mình tưới, thì những cái cây bông dại nó lớn lên. Khi nó đã trưởng thành, nó cho cái bông dải tự bà giật lấy và bà nhuộm màu để tạo thành một bộ y cúng dường Đức Thế Tôn. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn ngài nhìn cái bà Di Mẫu Qua Tâm Hi đó, là nó thuộc về cái đối tượng thí cá nhân, cái ngài không nhận.
Nghe nói là này như mẫu của Tommy hãy cũng giờ nó gác à vậy thì khơi tức là cũng dẫn chứ bạn à, nhưng mà thế mà nếu ngài không nhận nghe thì ngài sáu phất cũng không nhận, là ngài một kiền niên cũng không nhận, là ngài cách bá cũng không nhận, cái gì trưởng lão đều không nhận hết. Cuối cùng bà mới đi ra tới cuối cùng á, thì vị tỳ khưu mới xuất gia trong ngày là vậy đó mới nhận. Thì bà mới buồn khổ lấy công mình bỏ ra là chăm sóc từng hạt giống rồi tưới từng hạt giống mà tự tay mình đã dợt từng cái sợi bông để trở thành tấm y nhuộm màu. Ở dân nước to ngài cũng không nhận, ngài không nhận thì những đại đệ tử cũng không nhận. Cuối cùng cái vị này mới xuất gia giới hạnh không là cái đại khái là công phu tu tập không bao nhiêu mà nhận. Mình phước mình nó thấp kém à, hiểu được cái tâm lý của mà vua tham y rất là kiều đầm đi á. Đức Tôn ngài mới dạy rằng này như mẫu cái sự cúng dường á mà nó thuộc về còn phân biệt đối tượng á, thì nó không phải là tốt đẹp. Nhà mấy hạ là nếu mà cúng dường cho cái người ác giới đó nên cho người nó làm cho súc sanh lên được 100 lần phước, mà nên cho cái người mà ác giới thì được 1.000 lần phước, mà đem cúng đem cho một cái người mà có giới trong Phật ngoài Phật giáo được 10.000 phước, cái người mà có giới trong Phật giáo đó, lại được là 100 lần phước, 100.000 lần phước. Mà nếu đem cho cái người phàm nhân có giới trong Phật giáo mà khi thọ dụng cái Phật cúng dường này đó, nghĩ rằng á, ta dùng cái loại vật thực này hoặc là những cái y phục này để mà tu tập để chứng đắc được cái dự lưu đạo thì được 1.000.000 lần phước vân vân. Cái bài kinh này được gọi là phấn cúng dường phân biệt kinh ở trung bộ à, điều này cho chúng ta thấy rằng cái người nhận mà được là cái người không có giới, ở những người mà không có giới thì phước nghe nghĩa là chỉ hơn được cái chúng sinh là súc sanh nào đó, tức là được 1.000 lần phước. Mà 1.000 lần phước đó nó so với 10.000 lần phước, so với 100.000 lần phước và so với 1.000.000 lần phước thì nó thấp kém. Và thứ hai nữa đó, được gọi là không có cái trong sạch đó, bởi vì họ nhận để hưởng thụ chứ không phải nhận để mà có cái tâm lý thực hành cái đời sống phàm hạnh. Hồi nãy mà đi tới những cái mục tiêu mình đang mong muốn ở cho nên gọi lại cái người nhận không trong sạch đó thì có hai cái ý. Một ý thứ nhất là cái người này không có giới hạnh gì hết, nó là không có là cái bậc có giới hạnh có tốt đẹp. Thứ hai nữa là khi mà thọ dụng không có mục đích là mang tới lợi ích cho mình cũng lợi ích cho người, cho mình là khi mà giữ gìn cái đời sống này đó. Rồi
để thực hành với đời sống Phật học, để mà hướng tới chứng đắc được cái dự lưu đạo. Thì thứ nhất là làm tăng thưởng cho cái phước của cái người đó cũng được. Thứ hai, bản thân mình cũng được sự lợi ích. Thì đó là cái người nhận được gọi là trong sạch. Còn nếu ngược lại thì cái người nhận cũng gọi là trong sạch. Mà thứ hai nữa, họ có thể lãng phí. Cái lãng phí những cái vật cúng dường của người đã cúng dường, tức là họ xài sử dụng không đúng chỗ. Họ tiêu pha không có đúng chỗ. Thì ngay trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy. Đấy. Nếu như chúng ta nhận một vật gì của ai đó, thì chúng ta phải nghĩ cách sử dụng sao cho nó có được cái lợi ích cho mình. Mà bao giờ mà sử dụng được cái lợi ích cho mình, thì bây giờ nó sẽ mang tới. Đó, trường hợp này được gọi là cái người nhận được trong sạch. Mà đây là một cái câu chuyện mẫu sanh để cho chúng ta thấy. Một kiếp nọ, Bồ Tát làm vị quốc vương của cái kinh thành Ba La Nại. Thì Đức Vô có cái tâm là phóng khoáng, cho nên trong kinh thành này Đức Vô đã tạo ra cái 6 cái bố thí đường, 4 ở 4 công thành, một ở trung tâm của kinh thành và một ở cái cổng hoàng cung. Và mỗi ngày Đức Vô cho cái cụ đại thí đó là 600.000 tiền vàng. Thì một hôm Đức Vua đó mới đi du hành ở chung quanh cái 64 thí đường mình. Thì bây giờ cái những cái người mà tới nhận đó, họ tham ăn cách ngấu nghiến, họ tranh nhau, họ giành giật. Ở Đức Vua nhìn cái quan cảnh đó, thì Đức Vua không hài lòng. Cái tài sản ta bỏ ra những cái người này thọ dụng thật là không mang tới lợi cho bản thân ta. Thì Đức Vua đã về cung với gương mặt sầu. Nếu bây giờ hoàng hậu mới hỏi là vì sao mà đại vương có cái vẻ sầu thảm vậy, không vui à? Đức Vua nói là cái mỗi ngày ta bỏ ra 600.000 tiền vàng để bố thí cho những cái người nghèo khổ, những cái người cô lão, nhưng mà có những kẻ tà trộn trong đó, họ giành giật nhau những cái thực phẩm, rồi họ làm huyên náo lên. Và một khi tạo dụng, họ tạo dụng cách ngấu nghiến giống như là thèm khát lâu ngày, tới bọn họ không có hài lòng. Rồi Đức Vua hỏi rằng quan hoàng hậu mới thưa rằng nói vậy thì ngài hãy cầu những cái vị thánh đức tới. Đấy, các vị thánh đức ở biết ở đâu mà cầu? Rồi hòa mới nói rằng cái tâm mình nó tốt đó thì các ngài sẽ nhận được. Nó chắc chắn là lúc nào đó mình cũng gặp các ngài thôi. Thì nên đại vương đó nên là hãy tất cả những cư dân ở trong cái thành phố này tay giới 7 ngày. Rồi sau đó cái thỉnh các ngài thánh đức tới. Thì nếu thế gian này có những vị thánh đức, họ sẽ
nhận được cái thông điệp này. Và những lời thông điệp này các ngài sẽ ngự tới để nhận lấy vật khí của chúng ta. Để Đức Vua nghe rất là hợp lý. Và cho nên truyền ra trong cái kinh thành là tất cả cư dân trong cái thành Ba La Nại này phải giữ gìn giới hạnh trong 7 ngày. Mà trước cái hoàng tộc cũng đều phải giữ gì? 67 ngày giới hạnh được trong sạch. Nước vua nó ra giữa cái sân hoàng cung, tập trung cái tâm hướng về hướng đông và thỉnh nguyện rằng xin các vị tánh đức ở phương đông hãy ngự tới hoàng cung để nhận cái vật cúng dường và thực một con cúng dường. Xong thì cái hộp trong nó mang thêm cái hộp vàng, trong hộp vàng có rất có nhiều cánh bông hoa. Và ông tung lên không trung 7 cái nấm hoa. Nhưng ở phương đông không có vị thánh đức nào cả. Một ngày trôi qua nhưng mà không có nản chí. Qua ngày thứ hai, Đức Vua Hoàng Hậu hứa về phương nam và cũng tính nguyện như vậy. Nhờ phương nam cũng không có vị thánh đức nào cả. Rồi ngày thứ ba thì hứa về hướng tây, cũng không có vị thánh đức nào cả. Nhưng ngày thứ tư hứa về phương bắc. Mà ở phương bắc của cái thành Ba La Nại đó, nó nhìn cái hướng của Hy Mã Lập Sơn. Mà có đặng Hy Mã Lập Sơn đó, theo truyền thuyết nó có một cái núi gọi là Ganh Thá Ma Đà Ná, tức là cái Hương Sơn. Nó là nơi mà các vị Phật độc giác thường thường trú ngụ. Thì với cái tâm thành như vậy đó, khi mà ông tung cái 7 cái nấm hoa đó, chư thiên ở kinh thành đó, ở hướng đó, để dùng cái thần lực để đưa những cái cánh hoa nó rơi dưới chân của năm tâm vị Phật Bồ Tát. Mà năm tâm vị Phật Bồ Tát này chính là con của bà Bánh Ma Quát Tì, tiền thân của bà Úc Lá Quỳnh Na, tức là Liên Hoa Sắc. Thì vậy Phật Tổ Giác trưởng đoạn này các thì Đức Vua có thành tâm thỉnh nguyện chúng ta tới hoàng cung. Đã 3 ngày rồi không có ai tới nữa. Nếu chúng ta không có tới nữa thì Đức Vua sẽ sinh ra một cái ác kiến cho rằng không có bậc thánh nhân ở trong cái thế gian này. Hiện tại cũng có cái niềm tin cho Đức Vua. Và hôm sau cái năm tâm vị đã ngự tới hoàng cung theo đường huyết tông. Nhìn thấy các ngài ngự trên đường theo đường huyết tông mà ngự tới ở giữa sân hoàng cung, Đức Vua Hoàng Hậu vô cùng hoan hỷ và ra đảnh lễ các ngài thỉnh vào nơi được sọ sạch và cũng như rất là thượng vị. Và các ngài hai vị đã tỉnh Đức Vua tới bảy, xin lỗi, tỉnh năm tâm vị Phật giá tới 7 ngày. Và ngày cuối cùng Đức Vua nó không còn mang cái tài sản nữa mà xin được cái đắc, được cái an lạc pháp một cái ngày đó đó. Tức là những cái thượng nhân pháp một cái ngày đó. Và bà Hậu cũng vậy. Cho nên trường hợp này cái người cúng dường á được gọi là cái người cúng dường trong sạch và cái người nhận cúng dường cũng trong sạch, bởi vì bậc có giới hạnh giới đức. Và cái mục tiêu cuối cùng của Đức Vua đó là chứng được cái do Đức Vua đó chính là tiền thân của Bồ Tát của chúng ta. Cho nên trong cái bốn sự cúng dường này thì trước mắt là cái người nên cho đó, cái người cúng dường đó phải là cái người có tâm lý. Bây giờ cái người nhận thì chúng ta không biết đâu. Nếu người mà nhận cúng dường có trong sạch hay không trong sạch chúng ta khó biết rồi.
Nhưng mà thường thường nghe cái pháp để dẫn người hành pháp đi, nó sẽ là dẫn lộ chúng ta. Mà tâm thành thì nó sẽ đạt được kết quả tốt. Thường thường những cái phát hiện nó sẽ hướng tới những cái đối tượng là, nên là nếu mà cái tâm lý của chúng ta mà mong cầu một cái sự giải thoát thoát ly đó, thì pháp nó sẽ dẫn chúng ta đi. Mà một khi chúng ta cúng dường thì nói cúng dường thôi, tức là nói về cái vật chất, nhưng mà cúng dường là những cái gì mà chúng ta có được, chúng ta mang tới cho một cái người thọ nhận, nó chưa hẳn đã chỉ là cái vật chất đó. Nó có thể là công sức, như trường hợp mà trong thời Đức Phật, Đức Sa Lợi Phất, Đức Một Kiền Liên là bậc đáng cúng dường đó, đáng mà thọ nhận được đó. Thì các ngài đi tới một cái tự không có tài vật đó, hoặc là đi tới vào buổi chiều đó, thì những người cư sĩ đó đã giúp các ngài quét dọn những cái liêu cốc, rồi sửa soạn liêu cốc của các ngài tất tường tất, đó cũng là một sự cúng dường. Bởi vì rất kính trọng các ngài, nó thậm chí có những người làm trong cả tới buổi tối mới ra về. Thì có mẫu chuyện trên đó chúng ta thấy là nó cái những mối phần cháo lạc đó, nó không phải là giá trị gì lắm, nhưng mà nó phát xuất từ một cái sự đúng pháp. Và tâm lý cũng rất là tốt đẹp. Cái câu chuyện thứ hai cho chúng ta thấy ý nghĩa là cái người tìm cầu được cái bậc đáng kính dường bởi cái tâm lý thành thẩn. Còn tại sao bây giờ chúng ta không có được? Bởi cái tâm lý chúng ta nó không có thành thẩn. Những người pháp là người dẫn lộ cho những người hành pháp. Là chính cái nghiệp nó tương tác nó dẫn cái đi. Cái người yêu thích một cái trú xứ nào đó, nhưng mà cái pháp nó thấy là cái trú xứ nó không có thích hợp, nó sẽ không tới. Bởi vì pháp nó tới ra nơi nào đó, mà cái người này khi mà có kết quả, cái người này được cái sự lợi ích lớn. Ý nghĩa này nó cũng rất là cho chúng ta thấy là nếu như chúng ta có một cái tâm thành mà tâm hướng về pháp đó, thì pháp nó sẽ dẫn chúng ta đi. Tưởng như Đức Vua và Hoàng hậu hướng tới như bậc thánh đức, nhưng mà không bao giờ nản. Ngày thứ nhất không có, ngày thứ hai không có, ngày thứ ba không có, nhưng không ông nản. Vì chúng ta cái ôm ấp làm sao cái tâm lý của chúng ta thực hành những cái pháp thiền chẳng hạn, mà để ra khỏi sinh tử luân hồi, thì một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp, chúng ta sẽ gặp cái đối tượng mà ra khỏi cái dòng trói buộc của tam giới này. Tuy rằng nói là nghe người nhận, người cho cũng người cũng vừa nhận trong sạch. Nếu vấn đề người nhận trong sạch nó hỗ trợ cho chúng ta nó nhanh chóng để mà đạt được cái ước nguyện của mình, nhưng mà bản thân chúng ta phải có một cái sự tốt đẹp, tức là phải có một cái ước nguyện chân chánh. Ước nguyện chân chánh là cái an lạc pháp, mà trong cái từ an lạc pháp này đó, nó bao hàm là cái an lạc của thế gian và an lạc phi thế gian. Cái an lạc ngay trong cái khi còn sống ở trong cái thế gian này, và cái an lạc mà sau khi đã chứng đắc mà thoát ra khỏi cái sự trói buộc hay là những cái ô nhiễm. Cho nên danh từ ở trong cái Phật học chúng ta phải nắm bắt nhiều cái ý nghĩa, nhiều khía cạnh là như vậy. Thì tóm lại rằng trong cái bốn sự cúng dường này, cúng dường thứ nhất đó là cái người cúng dường trong sạch và người nhận không trong sạch.
Thứ hai là cái người cúng dường không trong sạch mà người nhận trong sạch. Tức là cái người cúng dường nó cho giống như là một sự bố thí, nó giống như là một cái hình thức để mà cho, hoặc là người ta cho cái vì danh tiếng, họ cho vì họ nói là người có cái cùng tinh thần bác ái, chứ không mong cầu gì phước. Thứ hai nữa, cái vật khí của người này á, nhiều khi nó không phải là phát xuất từ cái sự chân chánh. Cho nên gọi là cái người cho cái người cúng dường nó không trong sạch. Lại nữa, cái người cúng dường á còn ao ước rất nhiều điều ở trong cái dòng luân hồi. Ví dụ như được danh tiếng, được sắc đẹp, được tài sản, được uy quyền. Như này cái hạnh phúc của thế gian đó. Nhưng mà hạnh phúc của thế gian này nó luôn luôn nó có bị cái khổ tiềm ẩn nằm trong đó. Nó chưa phải là một cái hạnh phúc thật sự, tức là một hạnh phúc tối thượng, mà chỉ có cái niết bàn nó mới cái là hạnh phúc tối thượng, mà Đức Phật ngài dạy như vậy. Nhưng mà ngài dạy là sao? Câu Pali rằng nó là Nibbanang Paramang Sukha. Nibbanang là cái niết bàn, Paramang là cao tột, Sukha là cái an lạc. À, nên cái hạnh phúc mà là cao nhất là chấm dứt đi những cái ô nhiễm, tức là những cái gì làm cho cái tâm nó bị dính mắc. Nếu người cũng vừa được như vậy và cái người nhận sử dụng nhưng mà khí đó cho mục đích cho làm lợi ích cho mình, cho người, và đặc biệt người đó là người có giới hạnh, thì xem như cái người khí đó, người nhận thọ khí được gọi trong sạch, và từng cấp độ trong sạch, tức là từng cái giới thành tựu được trong sạch. Dĩ nhiên giới bậc Diệu Lưu không thể bằng giới của bậc Nhất Lai, mà giới bậc Nhất Lai không thể bằng giới của bậc Bất Lai, mà dĩ nhiên giới bậc Bất Lai không bằng giới bậc vị Thánh A La Hán. Nó trí tuệ cũng vậy, trí tuệ bậc Diệu Lưu không bằng trí tuệ của bậc Nhất Lai, trí tuệ bậc Nhất Lai không bằng trí tuệ bậc Bất Lai, trí tuệ bậc Bất Lai không bằng trí tuệ bậc A La Hán. Và tất cả những cái này, những bậc thánh đức á, khi mà sử dụng những vật khí không bao giờ để lãng phí, và cũng không bao giờ, và sử dụng vật khí đó do cái mục đích là làm lợi mình và lợi người. Như vậy chúng ta nắm bắt được cái sự cúng dường được thanh tịnh và cái người nhận cúng dường được thanh tịnh. Phần chủ yếu vẫn cứ là chúng ta, và chúng ta cũng tìm cho được cái những bậc mà có thánh đức đó, bởi do cái thành ý. Còn nếu không thì chúng ta sẽ khó mà gặp, không gặp được. Chứ không phải là hiện nay vẫn còn những bậc thánh đức nhưng mà chúng ta khó mà gặp, bởi vì chúng ta thiếu cái thành ý. Cái câu chuyện bổn sanh nó cho chúng ta có những cái suy tư như vậy. Và tôi vì thời gian này cũng vừa phải lẽ qua học sinh lên, xin quý vị xin tạm. Xin em nói sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mà chúng tôi cũng không quên thử hưởng quả phước này cho chư tiên hậu trì chánh pháp. Còn mong các ngài con hãy tạo dụng, sau khi tạo dụng là xin gia họ cho chư tôn đức tàng. Quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp, và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả nhất bàn. Đồng nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Sư Thầy Giác.